Và Thanh ơi, chị Thanh ơi, sống ảo tung chảo này này. Guys, we're đây. Going to this vegetarian joint, An Lạc, chay An Lạc. All right, guys, we're at this vegetarian or vegan restaurant. Pretty nice food. Got the unkung, mushrooms, fake meat, mock meat, I guess. And All right, guys, we're back with Mr. Quyen. Oh, back with Mr. Quyen. I thought that was mine from the kidney kids. So, Mr. Quyen, hôm nay mới quay lại bệnh viện Thiện Đức rồi. Vào đây thì nó dễ hơn, vào đây cái ánh sáng nó rất chói. Em không được đi, không được về đúng không? Ra cửa ra được. Ờ đúng rồi, nhà em ra cửa nó mắng chết. Không ai nó quát luôn. Không ai nó về ngoài đông lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Thế anh ở đây, ăn ở đây đây à? Alright guys, we're here with Chi Hop at a store, and we got a donation, you know, a while ago from Jay Cooper. He sent hai triệu tư từ chú Jay Cooper gửi cho chú Quý. Merle, Causey and Ross Gilmour also anh sent ơi. Donations, but we passed that nhà on to the young kidney nhá. Family. Thế từ hôm thanh từ hôm phong tỏa là ở tại trong bệnh viện luôn, không được về. Vâng. Có mệt hơn không? Nói chung là mệt. Mệt à? Because Jay said to sponsor some chickens. Không giờ nó mệt hơn đúng không? Em thấy da nó đen hơn, nó sạm hơn. Thì nó không lọc được chất độc ấy. Thì nó sẽ yếu hơn đúng không? Tôi cố gắng vậy, bây giờ hết dịch rồi. Chờ lúc tháng này thôi là hết 28 ngày. Bây giờ bác sĩ đang đi cách ly. Bác sĩ ở y tá cách ly đang bị viện, đang thiếu người. Bây giờ về Hải Dương hay là còn ở đây? Hôm nay bác về Hải Dương. Hôm nay bắt đầu về rồi à? Thế à? Dùng tiền đấy để mua thêm vài con gà. Về đầu tư mua. Gà nuôi. Không, gà nuôi chỉ lấy trứng ăn thôi. Gà nuôi với bạn nuôi mấy con chứ không. Còn bây giờ đây là tiền này để tiền ăn, tiền thuốc, tiền men. Vâng. Đây là tiền thuốc, tiền men, tiền xăng xe đi. À không, chưa ô tô lên đây à? Chưa có. Thế nhà thầy chở nói đầu tư cho vài con gà. Vậy nghe anh đang nuôi gà để kiếm sống. Được rồi, thế về luôn mấy con gà nhé, đầu tư kiếm sống. Ăn gà xong gà đẻ ra trứng, trứng xong rồi mình lại ăn trứng. Ăn trứng xong là con nào máy sống này cho ấp xong này có một con thành 10 con, có 10 con thành 100 con. Chứ sát sinh thì tội. Tội đúng rồi. Khổ việc sát sinh. Sát sinh. Đấy, nuôi lấy trứng được rồi. Lấy trứng để ăn được rồi. Xong là cái gà nó cứ đẻ ra gà ra gà. Đẻ ra gà xong rồi ấp nó thành đàn gà. Chú gãy là hôm nay chú chạy xe đấy về luôn, sao không thấy xe máy? À, có xe máy đang để đây nè. Xe máy để ngoài. Chưa có xe lên tỉnh, bíp lên tỉnh chưa có đâu anh? Chưa có. Chưa có. Xe máy đời 81 đấy, đời cổ đấy. Vẫn chạy được. Vẫn chạy được. Xem mà có mạnh thường quân nào giúp đỡ cho bác ấy, cứ mua bác cái xe. Xe tốt hơn để bác đi đỡ vất vả hơn. Ok. Đấy, em xem có mạnh thường quân nào giúp cho bác. Cho bác cái xe máy tốt hơn. Okay. Nhá. Xem sao. Em sao có nhà tài trợ là cho bác đi tiền bác mua xe máy đi tốt hơn để cho đỡ vất vả. Giờ chú về luôn. Giờ hôm nay là thứ giờ. Vâng, bây giờ hôm nay về tối tí. Bây giờ mùa đông nó lạnh rồi. Đi quay cái cảnh leo xe. Thanks to Jay Cooper, Merle Causey and Ross Gilmour. And yeah, dude is gonna hit the road, Jack.
was off. It's off like a rocket. A broken rocket.